Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé Chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức Lại là em Dân đây đấy, Hôm nay muốn xin giới thiệu với các bác một số mẫu sản phẩm bên em nhé các bác nhé Hàng bên em thì cũ và mới Những cái mẫu mã mới Đấy, đều có nhé các bác nhé đấy, những quận du lô này Đấy, những quận du lô này còn đẹp đến 90% này đã được vệ sinh sạch sẽ này Đấy, để phục vụ tới quý cô bác anh chị này Đấy, những quận du lô này là 29 mét này tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác một số mẫu sản phẩm mới bên em nhé đấy thì đầu đầu tiên đi qua kênh thì các bác cho em dân xin một nút like nhé và một nút đăng ký kênh để kênh em có thể phát triển hơn để phục có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất nhé các bác nhé đấy đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác là cái máy bơm đầu tiên xin giới thiệu với các bác là cái mẫu máy bơm này đấy thì đầu tiên thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác là mẫu máy bơm này con bơm này em đã cắm điện rồi các bác nhé đấy cắm điện được các bác này đấy, rất khỏe đây, áp lên này không bị từ tay nữa đấy các bác bơm xe máy ô tô thứ thoải mái đi. các bác nghe tiếng chưa con này đây thông số nó đây các bác nhé thông số của nó đây này. đấy con này sử dụng điện 220V nhé đấy. hàng này thì bên em đang bán với giá là 550.000 đồng gói nhé 550.000 một con bơm uh, bơm điện này một con bơm điện này đấy còn con bơm chân kìa bơm dẫn chân này này các bác này Bơm dẫn chân này thì bên uh, Haiti ti này thì bên em bán với giá là 330 000 đồng bao ship cho các bác nhé. Đấy, các bác thêm các thêm những món khác thì giá nó sẽ rẻ hơn một tí. Đấy. Đây là đầu tiên đấy, đầu tiên là em xin giới thiệu các bác là bơm điện nhé, bơm điện 550 000 Đây, cái này thì xuất xứ đây. Đấy. Hàng này thì xuất xứ đến từ mỹ in China. Hàng này là, là hàng uh, xuất nhé, không phải là hàng đấy nhé các bác nhé. Hàng này là hàng của Trung Quốc xuất đi, hàng nội địa Trung Quốc xuất. Đấy nên là các bác yên tâm. Đấy, nói chung là chất lượng của nó cũng rất là đảm bảo. Đấy, bên em bán những cái hàng là đã, đã đều thử tất rồi. Đã đều thử trước rồi nhé bác nhé. Đã đều thử trước rồi thì bên em mới bán. Đấy, tiếp theo thì đây một cái bộ tô vít đa năng các bác nhé. Đấy, thì đây thì em xin mở ra cho các xem này. Đấy, mở ra này. này. Trong này có rất nhiều đầu nhé. Trong này có rất nhiều đầu này. Đấy, để chúng ta có thể thao tác này. Đấy, mà nó lại còn, cân này nó lại còn có thể quay ngược quay xuôi nhé. Đấy, quay 360 độ nhé quay ngược quay xuôi và quay 360 độ này đấy chúng ta muốn để góc nào thì chúng ta có thể làm việc được tiện thuận tiện thì chúng ta làm nhé đấy, chúng coi nhé đấy, chúng ta để góc nào thuận tiện thì chúng ta làm đây chúng ta điều chỉnh rất dễ dàng đấy, xoay ngược xoay phải xoay trái ở đây này đấy và cái con tô vít đa năng này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé 200.000 đồng một con tô vít này đấy các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân nhé có số hotline của em là 0982834004 các bác nhé em dân đến từ tiêu động Bình Đồng Hà Nam rất vui khi được phục vụ tới quý các bác anh chị những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đây bộ đồ sửa máy tính, TV, ấp các thứ này. Bộ này của Kabusi nhé. Đây tổng cộng của nó là 48 món có thể sửa tất cả các thiết bị điện các thứ ở trong nhà nhé. Có thể sửa giữa rất nhiều món ở trong nhà chúng ta. Đấy, có những cái nam châm nó hít rất là khỏe này. Đấy, đầu nam châm hít khỏe đây. Em xin lôi ra cho các luôn này. Đấy. Nói chung là đây, các các cái đầu này nam châm rất là khỏe này. Đấy, nam chân không bị rơi này. Đấy, không bị rơi, để ngược cái xuôi không bị rơi. Đấy. Và cái bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 230 000 đồng nhé 230 000 đồng các bác nhé Một bộ 48 chi tiết này. Bộ sửa chữa tivi máy tính mini 48 chi tiết. Đấy, 230 000 đồng Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một số mẫu kìm nhé. Mẫu kìm Kabushi này. Ừ. Mẫu kìm Kabushi nhé. Đây nó có rất nhiều loại này. Nó có rất nhiều loại các nhé Rất nhiều loại và rất nhiều màu sắc Đấy Đây. Đấy Mẫu kìm nhé các nhé Thì bên em đang bán đồng giá với giá là 200.000 đồng nhé Đồng giá là 200.000 đồng một con kìm này Đấy chỉ kìm này chỉ có kìm thôi Cắt thôi Nói chung là đây em xin giới thiệu các bác chi tiết nó này Đấy con này thì cách điện của nó rất tốt này Con này thì cách điện của nó rất tốt nhưng Nó rất là dày dặn nhé Nó rất là dày dặn các nhé Cách điện này là cách điện rất tốt Chúng ta làm điện các thứ thì dùng rất là an toàn đấy còn một con con mũ nhọn này con mũi nhọn này còn kiểu mũi nhọn như này mũ nhọn dài như này nhé các bác nhé để sửa các cái loại bé bé mà nó sâu sâu ấy đấy thì con này thì bên em nó rẻ hơn con này là 170.000 đồng 170.000 đồng có nhé tiếp theo thì lại, lại kìm đa năng này. kìm đa năng mũi nhọn có nhé đấy kìm đa năng mũi nhọn này đấy mẫu kìm này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng nhé kìm này là chất thép của nó là FO nhé FO này 2017 này. Rất là chất lượng luôn các bác ạ Hàng thì đảm bảo với các bác là hàng chất lượng luôn Đấy Tiếp theo đây Em có một cái đoạn dây điện đây Dây điện có đầu cắm Đấy con này thì dài của nó là 14 mét 14 mét Đấy 420.000 đồng Đấy 420.000 đồng Nó duy nhất có cái đầu này là Em không tính cái đầu này vào nhé Cái đầu này em không tính cái đầu này vào Tại vì duy nhất một lỗi đây Một cái lỗi nho nhỏ thôi Con này Đấy, một cái lỗ nhỏ nhỏ làm xước dây thôi này cái dao nó khứa vào dây thôi này đấy nó bị hở uh, đồng ra một tí đấy thì chúng ta thực ra là chúng ta chỉ cần quấn bằng dính lại là được thôi đấy nhưng mà không sao em vẫn không không tính cái này vào tiền nhé em vẫn không tính cái này vào tiền đấy và một cái quận này là dài 14 mét là nói chung là em tính thành hai đầu không có gì đấy là 420 000 đồng nhé nhé 14 mét 420 000 đồng đấy. Đây, dây trong nói chung là dây đảm bảo với các bác là dây đẹp dây đen thế có hai loại hai quận như nhau đấy khác màu thôi Tiếp theo thì đây. Em xin giới thiệu cho các bác một số mẫu súng bắn keo này. Đấy. Đơn trên 1 triệu thì em tặng quà làm quà tặng các bác Các bác nào mà đơn trên 1 triệu thì em sẽ làm quà tặng cho bác này. Đấy con bơ con máy này. Con này thì hàng này là của nó là dùng điện được 110 đến 240V. Đấy. Thương hiệu Wegun Đấy con này thì thực ra là 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 là, là à, em đi ấy thì em nhặt được đống thôi. Đấy thì cũng không biết là nó không ghi xuất xứ ở đây. Nó cũng không ghi rõ xuất xứ ở đây nhé nhưng mà đây là làm con này làm quà tặng còn nếu mà các bác nào muốn mua thì em bán với giá là 50 000 một cái. 50 000 một cái nếu mà muốn mua. Đấy còn là là quà tặng luôn cho các bác nào đơn trên một triệu mà bác các bác yêu cầu nhé Đấy nhưng riêng, riêng con này các bác yêu cầu thì có nhưng còn không yêu cầu là thôi luôn nếu ạ Đấy, tại vì nó cũng có ít thôi. Nó cũng có ít thôi các bác nhé Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác nhé Này mẫu đây. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với bác là đây vào chi tiết cái quận Zulo. Đấy hôm qua đã hì hục để vệ sinh các bác này. Nói chung là dây còn rất là đẹp những cuộn dây còn rất là đẹp này đấy, nhưng mà hầu như lần này lại 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 được cái lô màu trắng đẹp cực luôn đấy lại chỉ hầu hầu như được màu trắng này kèm nhãn mát đấu giá này các bạn này. kèm nhãn mát đấu giá này đấy thì một cuộn này thì nó dao động vào từ 1 triệu 400 đến 1 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhé Nó tùy theo cuộn Đấy nó cũng tùy theo các cuộn Ví dụ là cuộn này nó vỏ này nó đẹp một tí Thì giá nó cao hơn một tí Còn nó ví dụ vỏ nó xấu hơn móp méo Đấy thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn một tí nhé đấy nên là các bác thông cảm như tại vì em không nói rõ báo giá rõ được tại vì nó theo quận đấy cái, cái này là theo quận luôn nhé các nhé nên là, là không báo chi tiết giá cho các bác được đấy thì nó rơi dao động vào như thế quận nói chung là quận dây của các quận dây cũng còn rất là đẹp đấy. hàng mặt hàng thì bên em rất nhiều có nhé đấy rất nhiều mẫu mã sản phẩm nhé đấy, đây còn đục đi. đục cho các bác này đấy bộ đục này Đấy, bộ đục thì thực ra là các bác có bộ đừng hỏi là tại sao bọn em vẫn có hai bộ như có nhé thông cảm cho em là bọn em là chỉ để hai bộ ra để quay thôi tại đây các bác như các bác biết đấy, là diện tích của em nó hơi chật hẹp nó hơi chật hẹp bác nhé nên là các bác thông cảm đấy tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một mẫu những mẫu một mẫu này cũng mới về hai lần này đấy, em mới giới thiệu này đấy, các bác nào mà có ô tô này các bác nào có ô tô này nên có một con tàu này tàu này có thương hiệu Hyundai nhé tàu này có thương hiệu Hyundai đấy nói chung là ba ba chân này, có tàu sạc nhanh này. Đấy, cái bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng nhé các nhé 250.000 đồng à đấy quên mất nay là ngày ngày bao nhiêu nhỉ này là ngày nay là ngày mùng 8 tháng 4 nhé đấy, xin lỗi các bác là ngày hôm nay mùng 8 tháng 4 Zalo của em nó bị lỗi nên là sáng nay bác nào gọi thì thông cảm cho em nhé em không em không thể ấn vào nghe cuộc gọi được đấy, em thấy rất nhiều tin lắm người là người lạ nhưng mà cũng không ấn vào được không hiểu tại sao Zalo nó bị lỗi đấy thì các bác thông cảm cho em zalo sáng nay em không trả lời được đấy đây tiếp theo thì một cái đốc sạc này đấy nó hơi đắt một tí nhưng mà em nó thật bác là đắt là sắt ra miếng luôn đấy con này đắt một tí sắt ra, ra miếng luôn con này 450 trăm năm mươi đồng nhưng mà nó hiển thị cho các bác là uh, thông thông số hết ở đây này thông số pin ở đây này nó được sạc được tất cả các loại pin nhé nó được sạc được tất cả các loại pin trước kia em bán một pin một tám sáu năm mươi nhưng mà đợt này là đang hết hàng đấy, hàng chưa có đấy, nên là chưa thể giới thiệu sạc cùng cho các bác được đấy và cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 450.000 đồng đây, cắm cắm cái dây điện vào đây Đấy. rất là xịn sò quá nhỉ. hàng này rất là xịn sò luôn Đấy, 450 000 đồng tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một số mẫu xẻng nhé một số mẫu dao xẻng nhé Đấy, tủ điện cũng có này Đấy, chảo, chảo này chảo này quên lại dao xẻng chảo này chảo thì bên em có hai 20 này. mẫu mã 20 24 và 28 tám các bác nhé các bác mua combo 3 cháo chảo thì, thì sẽ được uh, giảm giá xuống còn 900 000 đồng Đây đợi em một tí, em uh, lấy con chảo to ra cho các bác. Đấy khi các bác mua combo ba cái này nhé Các bác nhé. khi các bác mua combo ba chảo này thì giá sẽ là 900 000 đồng một một combo này. Đấy các bác mua hai uh, cái. Đấy thì là giá nó giảm được 50. Đấy thì em sẽ báo giá này con bé nhất, con 20 là 300. Đấy 350 và 400. Đấy. Và con này là những con này là thương hiệu của nó đây thương hiệu của nó là hàng 100, 100 xuất xứ từ nhật bản nhà hàng chính hãng đảm bảo với cao cam kết với các bác hàng xịn sò luôn nhé đun được tất cả các loại bếp nhé. đun được tất cả các loại bếp chảo chảo chống dính đun được tất cả các loại bếp các nhé đấy các bác mua ví dụ này các bác mua hai cái ví dụ hai cái hai cái cùng 24 thì không được gì, khuyến mãi gì cả nhưng các bác mua một cái 20 một cái 24 này đấy hoặc là một cái 20 một cái 28 này đấy hoặc một cái 28 một cái 24 này thì đều được giảm 50.000 đấy nếu mà các bác mua combo ba cái này thì sẽ được giảm một À, sẽ là giá của nó sẽ là là 900 000 đồng một bộ combo của nó. Đấy. Thì uh, đấy là cái chương trình khuyến mãi bên em. Đấy là để tri ân những cái các bác đã quan tâm ủng hộ đến kênh. Đấy nên là vì là là bên em sẽ giảm giá cái các bác khi có mua combo đấy thì uh, bên em còn rất nhiều mẫu sản phẩm có nhé đấy cũng như là dây điện bãi này. cũng như là dây điện bãi này. cũng là rất là nhiều đấy thì các bác lưu ý giúp em này đây cái dây 0.75 này Đấy thì các bác làm 5 mét nó tầm 5 mét các bác làm máy móc này. Đấy thì 150 000 đồng Đấy. Còn những cái mẫu dây mà dây 3 mét cũng không phải 75 nó tầm 3 mét Đấy thì 60 000 đồng một dây nhé các bác nhé. 60 000 đồng một dây. Đấy. Thì các bác đặt hàng đừng quên đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like nhé và một nút đăng ký kênh nhé. Đấy bên em thì cũng rất nhiều sản phẩm nhưng mà hôm nay em có tí công việc thì xin phép các bác em xin dừng video này đây. Đấy các bác thấy mặt hàng nào, sản phẩm nào em chưa giới thiệu thì các bác có thể hỏi giá Đấy, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác, Đấy, xin các chào các bác, hẹn gặp lại các bác những video sau.